Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn gửi tin nhắn cho những khách hàng đã comment vào những bài viết ở trên fanpage của bạn bằng phần mềm Plus. Đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, login vào phần mềm bằng cookie để hạn chế tình trạng bị checkpoint. Nếu không thì bạn cũng có thể login vào phần mềm bằng cách nhập email, số điện thoại và mật khẩu dưới đây như là đăng nhập trên Facebook. Nếu bạn nào chưa biết cách login vào phần mềm bằng cookie, bạn có thể click vào mục hướng dẫn login bằng cookie tránh checkpoint ở phía dưới để nhận được hướng dẫn chi tiết. Sau khi các bạn đã login thành công, các bạn vào tab gửi tin nhắn, click chọn mục gửi tin nhắn bằng page. Ở trong mục page ở đây, các bạn lựa chọn các page mà mình đã quản lý để có thể gửi tin nhắn cho những khách hàng đã comment trong page của bạn. Trong mục tìm những UID đã comment ở trên page của bạn, bạn có thể quét những UID đã comment vào trong những bài viết ở trong page và các bạn ghi số lượng bài vô chủ bên cạnh, hoặc tìm ra những cụ thể những UID đã comment vào một bài viết nào đó. Các bạn nhập link của bài viết vào ô trống link bài viết. Ví dụ mình muốn tìm ra UID của những khách hàng, những người đã comment vào trong bài viết này của mình. Mình sẽ nhấn chuột phải vào thời gian đăng, click chọn sao chép địa chỉ liên kết, quay trở lại phần mềm, dán vào mục link bài viết. Sau đó click chọn tìm UID đã comment. Các bạn có thể thấy là đây chính là những người đã comment vào trong bài viết của mình ở trên fanpage. Tiếp theo các bạn nhập nội dung tin nhắn mà các bạn muốn gửi. Các bạn có thể lưu nhiều tin nhắn khác nhau và thêm các biểu tượng như là R hoặc là V kép để ra đưa biểu tượng mặt cười, tránh trùng lặp nội dung khi mà mình gửi tin nhắn. Các bạn click chọn lưu tin nhắn để lưu lại tin nhắn. Sau đó viết tiếp tin nhắn thứ hai. Các bạn tiếp tục click lưu tin nhắn. Các bạn mở hộp tin. Các bạn có thể thấy là đây chính là hai tin nhắn mà mình vừa lưu thành công trong danh sách tin nhắn của mình. Các bạn có thể chọn tin nhắn mà các bạn muốn gửi cho những người đã comment vào trong bài viết của bạn. Đồng thời thì bạn có thể gửi ra đúng tin nhắn trong những danh sách bạn vừa lưu cho những người đã comment và gửi lần lượt tin nhắn đã lưu, từng người một tin nhắn một. Và thời gian delay các bạn có thể lựa chọn từ 2 đến 3 giây. Bên cạnh đó bạn cũng có thể là gửi kèm với những ảnh. Các bạn click chọn nhiều ảnh để chọn ảnh mà các bạn muốn gửi kèm. Các bạn nên lựa chọn giả lập tin nhắn để có thể hiện hình ảnh trong tin nhắn mà bạn đã gửi. Các bạn có thể lựa chọn chỉ inbox với những user không có tin nhắn nào từ những ngày mà bạn lựa chọn. Đồng thời có thể lựa chọn chỉ inbox với những người mà chưa gửi tin nhắn có chứa những từ khóa nào, bạn đánh từ khóa vô trống bên cạnh. Thời gian cho mỗi lần gửi tin nhắn bạn nên gửi từ 200 đến 300 giây để hạn chế tình trạng bị checkpoint. Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn click bắt đầu. Bạn có thể thấy là trong một trạng thái của mình đã hiện ra gửi một tin và trong người đã comment vào trong bài viết trên Facebook của mình. Các bạn cũng có thể kiểm tra lại trong phần inbox ở trên fanpage của mình. Gửi tin nhắn hoàn tất.